À, kính thưa quý vị và các bạn, à, mấy ngày qua thì có một số thông tin à, cho rằng là bà Trịnh Kim Chi và ông Thương Tính đã cùng nhau để dàn dựng cái cái chuyện mà Thương Tính đã từng bị bệnh đó cả nhà, để à, để lấy lòng thương của khán giả rồi à, quyên góp tiền từ thiện các kiểu. thì à, nhận được thông tin này á, vợ chồng của Thương Tính rất là bức xúc và ông đã khẳng định rằng á, cho dù có sống chết gì cũng phải kiện cái kẻ mà tung tin giả ông bị bệnh để à, được hỗ trợ để trục lại đó à, mới đây thì trên báo tiền phong có đăng một cái bài phỏng vấn hai vợ chồng thương tính về cái vấn đề này à, phóng viên đặt câu hỏi là khi mà chồng bị tung tin giả là giả bộ, giả vờ ốm đó thì ốm bệnh tật để được thương tình để được giúp đỡ thì chị nghĩ sao về điều đó à, bà xã của thương tính trả lời á là khi anh tính nằm xuống bác sĩ nói nguy kịch tôi phải nhờ người kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ ổng Bây giờ tôi phải đính chính cho chồng tôi. Mấy chục năm cống hiến, người ta ăn đâu không biết mà giờ này à, bắt ổng đổ vỏ lại à, đổ vỏ nặng quá đi. À, Tinh thất thiệt không chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân ổng mà tôi cũng bị ảnh hưởng và bao nhiêu người khác nữa cũng bị hiểu sai. Bởi khi anh tính nằm xuống, ổng có biết gì đâu. Tôi vẫn còn giấy nhập viện, giấy ra viện của ổng để chứng minh ổng bệnh thật chứ không phải đóng kịch. À, người tung tin nói á, là nghệ sĩ thương tín theo kịch bản của đạo diễn Trịnh Kim Chi à, lấy răng giả ra à, làm cho mặt khóc hát đau khổ à, không có tiền để lấy lòng mạnh thường quân còn chuyện được tặng xe thì người ta lại nói do Trịnh Kim Chi đưa cho thương tín 100 triệu đồng ở quán cà phê để mua xe hơi à, có xe hơi à, mặt thương tín à, hóng hách bao nhiêu người ghét à, sau đó lại à, tự chạy xe ra từ Sài Gòn về tới Phan Rang à, Người tung tin bình luận á Là ba của họ bị tai biến nhẹ Nằm viện à, Mấy tháng trời Bác sĩ còn không cho về Còn thương tính bệnh kiểu gì Mà mới có 4 ngày đã về à, Nói thế thì quá đụng chạm danh dự của ổng à, Và phóng viên tiếp tục hỏi á, Là tâm trạng của anh thế nào Trong những ngày qua Thì à, nghệ sĩ thương tính nói á, Là tôi rất rất buồn Cái người đó nói á ngày xưa bốn người đó bị độc quỵ về liệt nửa người à, ông này à, tức là tôi à, tự dưng có 4 năm ngày đã đi về khỏe re à, tại vì thế này á à, tôi nói cô nghe à, tôi thấy à, nằm ở viện rất là tốn à, ngày mấy triệu bạc mà hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn mặc dù à, bác sĩ khuyên nên ở lại để theo dõi vì à, tôi chưa khỏe lắm nhưng mà tôi bảo à, cho tôi về à, tôi không thể nằm ở đây được chi phí lớn như thế tôi nặng nặc xin về sớm à, phóng viên tiếp tục hỏi là anh biết mình bị biêu diễu từ bao giờ thì à, nghệ sĩ thương tính cho biết là mấy hôm trước tôi ra chợ à, mấy người bảo xem qua mạng thấy người ta nói tôi là giả bộ là lừa gạt trời ơi tôi chết đến nơi nằm hôn mê hai ba ngày không biết gì bao nhiêu người chứng kiến chứ sao lại tung tin kỳ vậy tôi tức quá phải kiện đến nơi đến chốn à, tôi phải bảo vệ tôi à, nói vậy là xúc phạm đến tôi tôi à, muốn về quê luôn ở đây nghe người ta nói tôi mệt mỏi quá buồn bã quá à, mấy hôm nay tôi rất bức xúc à, vì à, xúc phạm danh dự của tôi quá trời à, sống chết cũng phải kiện để lấy lại công bằng cho mình à, và tiếp tục thì phóng viên có hỏi là anh đã từng bị đột quỵ lần nào chưa thì à, nghệ sĩ thương tính mới trả lời là tôi chưa bị lần nào nhưng lần đột quỵ này là bao nhiêu người chứng kiến chị kim cương vô thăm bao nhiêu nghị sĩ tới thăm có giấy bác sĩ nữa bao nhiêu năm làm phim bao nhiêu công sức mồ hôi bỏ ra trong bao nhiêu bộ phim thế mà tự nhiên bị người ta vu cáo như vậy hiện nay tôi ở sài gòn nhưng tôi sẽ về quê ở đây ra chợ nghe người ta nói thấy nhục quá à, nói chung là không biết tin tức như thế nào nhưng mà nghe nói thấy cũng cũng sao sao đó hả cả nhà và phóng viên tiếp tục hỏi là sức khỏe của anh hiện tại ra sao thì nghệ sĩ thương tính cho biết là tôi vẫn còn yếu lắm không thể trở lại như ngày xưa nhưng càng nghĩ càng buồn mình chết đi sống lại mà người ta còn nói mình giả bộ ai diễn được cái vai đó cái vai khó dữ vậy đời diễn viên tôi chưa bao giờ bị diễn cái vai khó như thế phóng viên hỏi là hình như anh mới tân trang hàm răng thì thương tính cho biết là tôi được tài trợ Trịnh Kim Chi đưa tôi đi tôi không biết gì Trịnh Kim Chi là người đồng nghiệp trong giới thấy tôi như thế thì ra giúp thôi thương tính từng là nghệ sĩ Phong Lưu Tiêu Tiền cũng không tiếc tay thậm chí là ông chia sẻ về cái việc tiêu dài ba cây vàng trong một ngày là chuyện bình thường mà sau cái trận độc quỵ thập tử nhất sinh vừa qua đó thì thương tính cho biết mình đã đọc được tất cả các bình luận động viên thương yêu lẫn những cái lời cay đắng và khá buồn. Tuy nhiên đây cũng là cái động lực cho nam nghệ sĩ làm lại cuộc đời để lao động tích cực hơn để lo cho tương lai cho vợ và con. Ha. À, thật sự thì cái chuyện này nó chưa biết như thế nào Chưa cả ngủ như ra sao Nhưng mà nghe theo như thương tính nói là Anh sống chết gì phải cũng phải kiện cho ra ngô ra khoai Nhưng mà theo mình nghĩ thì có một cái chuyện rất là đơn giản bây giờ ai nói gì nói anh cứ giật chân ra những cái bằng chứng như là à, giấy nhập viện giấy ra viện hay là những cái à, toa thuốc thế này thế kia thì nó nó sáng tỏ thôi chứ đâu có gì đâu đúng không cả nhà à, nhưng mà những cái nghi vấn à, mà ai đó đã nói rằng à, thương tính à, đã câu kết với trịnh kim chi để à, diễn tuồng à, thì không biết là thực sự như thế nào và căn cứ vào đâu mà người ta nói như vậy ha nào, chúng ta cùng chờ xem cái vụ việc này nó như thế nào nha cả nhà À, và tiếp theo á là mới đây à, chúng ta nhớ rằng cái rama của Hoài Linh đó, thì nó có rất là nhiều những cái những cái bằng chứng là kêu bằng cái bằng chứng nhưng mà tung lên mạng xã hội thì tất cả những cái bằng chứng đó nó đều bị phanh phui là giả hết chẳng hạn như cái giấy sao kê 14 tỷ mà Hoài Linh chuyển cho mặt Trận Tổ Quốc đó cả nhà thì đó cũng là giả đúng không? Bởi vì sau đó Hoài Linh là đính chính lại rằng số tiền vẫn còn ở trong trong tài khoản đó. rồi những cái giấy vai nợ này kia thì hôm nay khi mà lan truyền cái giấy vai nợ á thì quỹ ban nhân dân của phường mà mà có tên cứ ghi ở trong cái giấy vai nợ đó người ta đã chính thức lên tiếng. Đó, đó là phường Phú Mỹ, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Người ta cũng đã có cái văn bản trả lời liên quan đến cái giấy vai nợ mang tên là Nghệ sĩ Hoài Linh. Đó. À, và trên mạng xã hội thì cả nhà biết rồi đó Mấy ngày hôm nay thì chúng ta thấy một cái uh, hình ảnh uh, Đó là cái tờ giấy vay nợ 5 tỷ đồng uh, Với người được vai uh, là nghệ sĩ Hoài Linh uh, Và theo như nội dung của giấy vay nợ này uh, Thì ông Võ Nguyễn Hoài Linh là bên B Đã vay tiền 5 tỷ đồng với mục đích là trả nợ uh, Còn bên uh, cho vai uh, là một người đàn ông sinh năm 1970 Đó uh, À, vay với cái thời hạn thanh toán là 6 tháng à, lãi suất chỉ một phần trăm thôi à, đặc biệt á, là ngoài chữ ký xác nhận của hai bên à, cái giấy vay nợ á, nó còn có cái, cái mộc đỏ của ủy ban dân phường Phú Mỹ quận 7 à, với cái người ký xác nhận là bà Lâm Thị Phương Thảo phó chủ tịch của phường Phú Mỹ à, cái bức ảnh này á, à, bức ảnh về cái giấy vay nợ này á, nó xuất hiện ngay cái lúc mà ồn ào nhất về cái chuyện từ thiện của người sĩ Quỳ Linh đúng không nó đang gây tranh cãi rất là nhiều À, bởi vậy khiến dư luận thấy cái chuyện này nó cũng rất là hoang mang đấy à, và trao đổi với phóng viên của báo thanh niên á, thì ông Nguyễn Văn Tùng tức là chủ tịch ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ ông cho rằng á, cái văn bản này là giả mạo bởi vì theo ông á, cái thời điểm văn bản này được ký á, là ngày 28 tháng 5 năm 2021 thì à, bà Phương Thảo á, đã chuyển công tác à, đi à, đi khác được khoảng à, hơn một tháng rồi và nói thêm á, thì ông quỹ ban ông à, ông Tùng, ủy ban dân của phường á là không bao giờ ký cái xác nhận những cái giấy vay nợ như vậy. đó rõ ràng thì một số người như hôm qua mình cũng đã có trình bày một cái uh, uh, cái vấn đề này rồi, đúng không? tức là mình cũng có đi tham khảo một số ý kiến thì uh, người ta nói rằng phường không bao giờ ký những cái giấy này. thì hôm nay ông 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 Tùng cũng đã cho biết như vậy. Uh, và ngay sau đó thì chủ tịch ủy ban dân phường Phú Mỹ cũng đã có công văn khẳng định uh, qua kiểm tra rà soát hồ sơ chứng thực ký vào ngày 28 tháng 5 thì không có hồ sơ chứng thực liên quan đến giấy vay nợ của người sử quầy linh. À, người ta khẳng định là không có rồi nhưng mà người ta cũng rà soát lại để cho phóng viên thấy à, trả lời bằng văn bản luôn. À, và sáng ngày 3 tháng 6 thì à, ông Phạm Thế Quang là chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ cho biết á, là ngày 28 tháng 4 năm 2021 thì bà Lâm Thị Phương Thảo đã chuyển công tác sang vị trí khác do đó à, bà lâm phương thảo mà mà ký giấy đó thì hoàn toàn là nó không có hợp lý đúng không bà chuyển công tác đi rồi đâu nữa mà xác nhận uh, xác nhận trên hợp đồng vai à, đồng thời thì quỹ quan dân phường cũng đã có văn bản chuyển sang uh, công an quận 7 để xem xét uh, xử lý theo quy định còn về phía hoài linh thì sau khi uh, vướng vào ồn ào có liên quan đến cái việc giải ngân tiền từ thiện á, thì uh, nam nghệ sĩ cũng đang uh, tiến hành giải ngân cái tiền từ thiện cho những địa phương ở miền trung như là quảng trị thừa thiên huế gì đó à, theo như mình được biết thì ngày hôm qua à, nghe nói là đã giải ngân à, gần 8 tỷ đồng rồi ha rồi xin à, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại